Sau khi luộc một ít trứng mua từ siêu thị về, bà nội trợ ở Nhật Bản cầm dao bổ đôi quả trứng thì hoảng hốt nhận ra nó không hề có lòng đỏ. Qua bất ngờ trước hiện tượng kỳ lạ, người phụ nữ này đã chụp ảnh đăng lên Twitter của mình là Turns Boy để tìm câu trả lời. Bức ảnh nhanh chóng lan rộng khắp cộng đồng mạng với 10.000 lượt chia sẻ. Người phụ nữ thừa nhận rằng trong 9 năm nấu nướng trong bếp, cô chưa gặp trường hợp như thế bao giờ và cô đăng tải bức ảnh để tìm hiểu tại sao quả trứng đó không có lòng đỏ và quan trọng hơn hết là để biết liệu quả trứng đó có thể ăn được hay không. Có người cho rằng bức ảnh đã bị chỉnh sửa và hiện tượng này không thể xảy ra. Tuy nhiên, đây là bức ảnh không hề qua chỉnh sửa và là một hiện tượng hiếm gặp có thật xảy ra ở trứng gà. Sau khi tìm hiểu, cô chia sẻ trên Twitter rằng đây là một quả trứng hiếm. Tuy nhiên, những quả trứng này thường bị loại bỏ trước khi được đưa vào siêu thị. Có nhiều bài báo viết về hiện tượng này cho biết những quả trứng này hoàn toàn có thể ăn được. Ở phương Tây, những quả trứng không có lòng đỏ còn được gọi là những quả trứng lùn hay trứng gió. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gà mái gặp vấn đề trong chu kỳ sinh sản của chúng, hoặc cũng có thể xảy ra với những con gà mái đẻ trứng lần đầu tiên. Khi đó, lòng đỏ của quả trứng không được hình thành như bình thường mà bị teo nhỏ, không phát triển được. Tuy nhiên, thường chỉ gặp hiện tượng teo lòng đỏ, còn trường hợp lòng đỏ của quả trứng biến mất hoàn toàn này là đặc biệt hiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!